Cứu tổ chim khi bị rơi khỏi cành cây. Mọi người đang thấy gì không? Hôm nay đi ra làm vườn, phát hiện cái tổ chim này nó rớt. Nó rớt chắc rớt từ cây này nè. Chim này ở đây, cái tổ chim này, chim ri nhiều lắm. Bên này cũng có nè, đang bên này cũng sắp rớt nè. Ở đây có hai, hình như một tổ sắp rớt. Nó hay làm những cái câu. Chỗ này rớt rồi. Có ba con chim con lớn rồi, chim mình lớn rồi, sắp bay rồi. Chim sắp bay rồi. Có ba con à. Bây giờ nếu mà rớt xuống thì mình bắt nó đưa cái tổ lên cây lại thôi. Chứ mà để dưới đây chắc tối rắn nó nuốt sạch. Ồ dữ lắm, mổ. Ồ mổ nè, con này dữ nè. Mổ. Mà con này nó lớn rồi, giờ mà có đem về nuôi nó cũng không khôn. Con này nó lớn rồi. Nuôi nó không khôn. Chứ này nếu mà nuôi từ bé khôn lắm. Bây giờ đem cái tổ anh đem bỏ lên cây lại, chắc 2-3 ngày nữa nó bay. Bây giờ mình đem lên cây đi kiếm cái hang nó bắt lên bỏ lên cây. Đây là chim piri. Thôi giờ bắt bỏ lên cây ha. Hái lên cây nè. Nó làm cái câu, chắc cái lá này nó gãy cái nó rớt ra tổ. Sau một lát bắt thang leo lên rồi buộc cái tổ chim như đó, bây giờ là nó ở nó rồi. Hy vọng là con chim mẹ nó tìm ra nó, sợ chim mẹ nó hoảng quá nó bỏ đi mất rồi. Mấy ngày sau mà leo lên mà thấy xác á, xác con chim non nằm trong đó là biết rồi đó là chim mẹ nó bỏ rồi. Cái tổ này gần giống như mới rớt rồi. Hy vọng nó đừng rớt. Mấy con chim mà làm ẩu quá, làm mấy cái lá ở dưới. Lâu lâu thấy rớt ngộ. Lúc nãy mình có thấy con chim bố mẹ nó về. Đó, thấy con chim mẹ. À, chim mẹ đó, chim mẹ bay đó. À, có chim mẹ nó ngó cho tổ là yên tâm là mấy con nó sống à. Cũng có thể chim mẹ nó sẽ tha mấy con nó đi.
Nhưng mà như vậy thì con nó vẫn được sống. Đã, con mẹ đang đứng trên cái tổ luôn. Ôi, mừng quá, cuối cùng. Mai. Đây, mình tiếp tục công việc đây, đi hút. Hello các bạn, mình đố các bạn biết đây là trái gì nè. Ăn trái cây chín mà mới hái tại vườn xuống là mấy trái trái bán ở siêu thị hay ở chợ không bao giờ sánh bằng được đâu nha. Có vị tươi và thơm hơn rất nhiều. Nếu lấy một trái mà... Nếu các bạn thấy video của mình hay, xin hãy like và đăng ký kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.